Và như vậy khi khai thông như vậy, cái chỗ là tắc nghẽn nó sẽ rất là đau cả nhà, rất là đau luôn, rất là đau. Nhưng mà cái bệnh nhân mình cố gắng chịu khó, tại bởi vì đang khai thông cái tắc nghẽn ra để mà nó khôi phục. Đúng rồi, thẳng đây luôn. Đó, thả tay ra đó. Buông tay rồi. Hôm nay Trung quay trở lại nhà của nghệ sĩ Ngọc Phúc. Cách đây ít hôm Trung đã đưa tin về nghệ sĩ Ngọc Phúc đã có sự phục hồi, khi mà anh đã có thể đứng lên và cầm được ở cái cửa sổ, để dịnh cửa sổ để đứng lên. Gọi là anh đã đứng lên một khoảng thời gian mà có thể nhất định nào đó, một điều rất là tốt. Lúc đầu, thời gian đầu mà Trung khi mà đến đây ghi hình cũng như gặp anh Ngân Phúc, thì cả nhà biết nhìn ảnh rất là ốm luôn, gầy gò luôn. Lúc đó mà mình không nghĩ rằng là anh có thể phục hồi như thế này. Lúc đó mình chỉ mơ tưởng rằng chỉ cần Ngân Phúc ngồi được xe lăn thì đó là một điều kỳ tích lắm rồi cả nhà. Nhưng bây giờ đã vượt ra ngoài cái sự tưởng tượng, nghệ sĩ Ngân Phúc đã có sự đứng lên được. Nhưng mà để mà được hơn nữa và nhanh hơn nữa, thưa cả nhà, hôm nay Trung mời một người từ Sài Gòn xuống này, một người mà là đã từng là người sáng lập ra Cascader của Việt Nam, cũng là một diễn viên võ đức, là người đã từng thời thập niên 9X cũng từng đóng nhiều bộ phim, mà cả nhà Trung đã từng cập nhật lên video trước. Thưa anh Võ Đức, thì trước kia anh đã từng là đóng bộ phim nào Đức hả? Dạ thưa, nói chung hồi xưa là phim Xa và Gần, rồi sau phim Tốc Độ Tình Yêu, giữa giữa hai làn nước, Một Đời Lầm Lỡ, Vượt Sóng, Xa Quê, rồi những nhiều phim, nói chung là phim truyện thời 80, 90 đó. Võ Đức tham gia nhiều, và sau là những cái chương trình ca nhạc của Lý Hải, Trọn Đời Bên Em. Sau cũng có tham gia những cảnh chút chút thì cũng có. Và lúc này tại vì không có thời gian đi xa được nữa, tôi Đức phải làm bên chữa bệnh, thì bấm huyệt, dây ấn bấm huyệt, thành ra không có thời gian đi. Hôm nay thì có chàng trai miền Tây Nguyễn Toán cũng đến đây, thì biết Nguyễn Toán có cái lời nào muốn nói không? Em thì chưa coi phim đó, chắc như vậy em coi lại làm sao. Nhưng mà em hỏi anh một xíu là anh có coi, anh có đóng thường thường là có đánh chung với diễn viên Lý Hùng chưa, Dạ có, Công Hậu nữa, dạ có. là thấy mà Lý Hùng là võ thiệt hay là sao anh? Dạ thiệt, tại vì anh Vinh là võ sư thì ít nhiều cũng có, nhưng mà tại vì Lý Hùng cũng không có tập trung vào thời điểm mà nổi tiếng đó, thì Lý Hùng về điện ảnh khi lớn lên, chứ còn chỉ biết tương đối thôi, chứ còn Lý Hùng nếu mà biết nhiều thì chắc chắn Lý Hùng không có biết nhiều về võ thuật, Lý Hùng chắc nhỏ hơn nhỏ hơn nhiều. Anh là em út, em anh của ấy, em giờ là là em hiện Quỳnh. tại là đang là cách cơ đơ hả gì? Dạ, anh là người sáng lập cách đơn của Việt Nam. Chắc võ là thế Dạ, nhiều lắm ha. hồi xưa xưa Nói chung thì là anh có biết võ những cái thế đánh thế nào đó cho đẹp, cũng như là đẹp mắt và giờ mà. là nhưng cũng như em muốn thử anh vài chiêu anh tiếp được không hay Dạ, là nói sao? chung là cái đây không phải vấn đề nói điều đó, nhưng mà nếu đụng chuyện ngoài thì nói chung mặc dù tuổi 72 tuổi rồi nhưng cũng còn 72 khả à? năng, và vẫn còn khả năng đáp ứng Cả được. nhà xem đây có phải là 72 tuổi không cả nhà? Nha, quá trẻ đi. Thưa cả Cái nhà, chuyện này để bên ngoài đi, cái dạ, nói chung là Nguyễn Toán thì cũng muốn các kiểu như là cũng rất là tò mò khi mà một cascader là ở Việt Nam mình cả nhà. Cascader là như thế nào, là biểu diễn những cái hành động, những pha hành động mà những diễn viên chính không dám làm việc đó, và đó là được xem là một diễn viên đóng thế, những cái pha hành động rất là khó khăn cả nhà. Thì là những pha rất là mạo hiểm và nguy hiểm nữa, thậm chí có thể đánh đổi cả tánh mạng của mình luôn cả nhà. đúng. Nhưng mà một phải có một cái tinh thần thép và như thế nào đó thì anh mới thực hiện việc đó. Và sau đó thì anh Võ Đức đã có cơ duyên, bén duyên với cái việc là nghề dây ấn bấm huyệt. Và thưa anh, thì việc mà dây ấn bấm huyệt như vậy thì anh điều trị, nếu mà điều trị hôm nay là gáy Ngân Phúc rồi nè, thì mình sẽ dùng cái phương pháp nào mà anh đã từng học cũng như là từng áp dụng hết tất cả để mà áp dụng những Ngân Phúc hôm nay? Theo tôi thấy Ngân Phúc thì có một số về quyền đạo hình nó đang bị bế tắc, thì hy vọng cầu xin lên trên tất cả cái trong công việc mình làm, mình phải đặt một niềm tin về tâm linh, trong đó nó có những cái điều tâm linh may mắn. Có thể hôm nay có duyên thì qua sự giới thiệu của Cao Văn Trung thì Võ Đức được may mắn xuống đây để tiếp tục hỗ trợ cho Ngân Phúc. Hy vọng Võ Đức sẽ có những cái kinh nghiệm về bấm chữa mấy chục năm nay, thì Võ Đức sẽ hy vọng có thể hỗ trợ giúp Ngân Phúc một phần nào đó. Cầu xin lên trên phụ cho Võ Đức cũng như anh em trong đoàn, cũng như Ngân Phúc sẽ hóa giải được những việc đó để mau hồi phục hơn.
Đức rất có niềm tin và hy vọng trong một tuần Ngân Phúc sẽ thay đổi sức khỏe hơn nhiều. Điều đó Đức rất tin tưởng và đã coi những cái đoạn trước của Cao Anh Trung quay, và đến hôm nay được may mắn Cao Anh Trung cho Võ Đức xuống đây được hỗ trợ. Hôm nay thầy đã đến, và liệu Ngân Phúc có sự thay đổi thần kỳ nào hôm nay? Trung mời cả nhà đi vô bên trong gặp Ngân Phúc để bắt đầu thầy sẽ tiến hành việc điều trị cho Ngân Phúc. Thưa cả nhà, Trung mời cả nhà nha. Dạ thưa cả nhà, trước mặt cả nhà này có nhiều cái thùng hàng mà có cái logo nè, logo Cao Trung Vlog cả nhà. Dạ chào chị Kiều. Chào cô. Hôm nay thì qua đây thì cả nhà nhìn thấy hàng quá trời luôn, mà bán sao rồi chị? Tình hình sao rồi? Dạ bán cũng được đó, em đỡ. Cô dạ. Chú nhờ cô chú ủng hộ Ngân Phúc. Dạ cũng đỡ cả nhà, nhờ rồi cả nhà mình ủng hộ Ngân Phúc á để cho chị Kiều có cái gọi là có thu nhập để mà lo cho Ngân Phúc cả nhà. Thì hôm nay qua thì cũng quan trọng nhất là cái chính của mình là qua để mà giúp cho Ngân Phúc. Ví dụ như là hiện tại tự đứng lên được không? Dạ không, mình mắc đỡ. Phải đỡ. Dạ. Rồi chân dạ. Thì lúc nào cũng nhịp như vậy đúng không? Dạ. Cái này việc nhịp như vậy là nghĩa là sao Đức? Nó tác động vào một số hệ thần kinh trên, nó bị tắc nghẽn á. Thì mình tìm vào những cái hệ đó bị tắc nghẽn, mình dây ấn làm sao hy vọng rằng tất cả những giải tỏa được thì nó sẽ không còn bị giật gì nữa. Dạ. Nhưng mà em nghĩ đó là phải là một quá trình luôn đó nha. Thì hôm nay chỗ anh Võ Đức với lại tay chân thì tay cũng đang cầm được. Và chỗ đâu đó thì việc mà Ngân Phúc mà có sự phục hồi thì phải đợi xem thử có sự thay đổi nào hôm nay khi mà chỗ thầy Võ Đức ghé đến đây. Chung mời cả nhà đón xem nha, đón xem để xem cái sự thay đổi thế nào hôm nay chỗ khi có thầy Võ Đức. Dạ yeah. Ok thầy bắt đầu làm đi ạ. Dạ. Uống hết ly luôn rồi cả nhà. Đấy. Kêu chào thầy coi, chào. Chào. Chào ơi. Chào. Nói nói chuyện với chào ơi, chào. Có đau quá nói nha. Tiếng nói luôn á thầy. Đau quá nói nha, đau. Thôi cho thầy bớt hồi đau cái đi rồi. Hồi đau quá, đau. Với cái phương pháp mà với cái phương pháp mà dây bấm nguyệt cái này cả nhà thì giống như mình đang tìm cái nơi mà đang bị tắc nghẽn của huyệt đạo của mình để mà khai thông. Và như vậy khi khai thông như vậy cái chỗ là tắc nghẽn nó sẽ rất là đau cả nhà, rất là đau luôn, rất là đau. Nhưng mà cái bệnh nhân mình cố gắng chịu khó tại vì đang khai thông cái tắc nghẽn ra để mà nó khôi phục. Nhưng Ngân Phúc hiện tại đang có cảm giác là thụt lại, có nghĩa là đang bị đau á và thụt trở lại. Đó là một trong những phản ứng bình thường đó cả nhà, đau đó. Dạ rồi, hồi la làng luôn đi. Hồi la lên đau. Đang cố gắng nha, cố gắng. Đau không? Em cứ nói đi, đau. Chút xíu bấm mấy cái việc đó. Còn khỏe còn kéo cái huyệt đạo để mà khai thông ra cả nhà, để khai thông cho ảnh nó mau hơn. Hiện tại thì Ngân Phúc đang dùng sản phẩm Caron Sơn để mà dùng để tác động vô, nhưng mà để mà nó phục hồi mà một nhanh đó nhà, nhanh đó thì cần thêm một cái tay như giống như cho thầy Võ Đức nữa để mà tác động vào để khai thông nó để sẽ nhanh hơn. Hiện tại thì cũng có một số anh em là cũng có tặng kèm thêm cái sản phẩm là cái sản phẩm mà để trị dạ dày á, thì đó là một cái sản phẩm trị dạ dày cũng đâu đó cũng nhẹ thôi, vừa ở mức độ tác động vừa thôi, chứ nó không có tác động sâu như là cái sản phẩm hiện tại bên mình đang có đâu. Đó cũng chia sẻ bà con, nếu trường hợp mà cả nhà đã mua Cao Long Sơn rồi thì không cần dùng đến cái sản phẩm mà gọi là tặng thêm để điều trị dạ dày. Bởi vì đó là cái sản phẩm tặng kèm thêm cho nó vui, cho bà con vui để có, để chia sẻ cho người khác thôi. Chứ nếu đã dùng Cao Long Sơn rồi thì nó đã hơn hẳn luôn cả nhà. Là hơn hẳn luôn cái việc mà bà con tặng kèm. Đấy. Nó cái nhà yên tâm nha. Là nó đã dùng rồi, nó gọi giống như thầy luôn rồi. Cái nhà có thử hỏi những anh em mà đang tặng bà con thì tác dụng ra sao? Và có bằng như Cao Long Sơn mà đang dùng về dạ dày không?
thì cái nhà hỏi mấy anh em cũng sẽ chia sẻ thật lòng, tại vì những anh em đang tặng đó thì đều có nói cho Trung biết hết là thành phần bao gồm những cái gì, và nó có gọi là cái tính năng mà để mà tác dụng tốt cái bằng như công sơn không, thì anh em đều có chia sẻ rõ, rất là rõ. Và sẵn nhân tiện đây Trung chia sẻ luôn cho cả nhà được biết, đã hiểu hơn về cái sản phẩm cao sơn và sản phẩm tặng kèm theo cao sơn mà một số nhãn phối khác đang tặng kèm. Bữa ở tay chỉ được một chút xíu thôi không? Xa lại xíu rồi, xa xíu không có được như vậy. Cái tay anh ăn cơm mà tay này hả? Dạ. Dùng tay trái, thông thường anh dùng tay trái thôi chị? Thông thường dùng hai tay luôn. À, thường là anh ăn cơm nếu trường hợp anh bệnh nó không bệnh á. Không bệnh thì dùng hai tay luôn. Dùng hai tay luôn hả? Cũng may cái nha. Như ngang đầu rồi. Cũng may đó. Cầm cầm. Đứng lên cái chạy luôn à. Đứng lên coi. Đứng đi. Đứng đi. Đứng lên luôn. Đứng lên. Trung ơi cho em theo đi. Đứng lên. Đứng lên. Thắng lên luôn. Được rồi. Thắng chân xuống đi. Đứng thẳng chân rồi. Đứng thẳng lên, đứng thẳng lên. Đứng thẳng chân lên nè. Đứng thẳng lên. Thẳng rồi. À, đứng thẳng lên đây. Đó, bước cái giò đi luôn kìa. Đi. Bước đi rồi, thẳng lên. Ừ, ông giống giò. Đó, 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 giống giò đó. Đó. Đó, giờ dỡ chân nó lên, đúng rồi. Ừ. Dỡ này được. Ừ. Rồi, dính vô cửa đi. Dính vô cửa một tay dính vô. Một tay dính đứng kia kìa. Đây. Đó, dính đứa cửa này cho ông mình dạy hơn. Lấy cái bàn đi. Bước chân qua, bước chân qua, bước chân qua, bước chân qua. À, bước qua, bước qua. Rồi, à, dính cửa coi. Rồi, dính cửa coi. Rồi. Thắng về. Đó, thả tay ra đó. Buông tay ra đó. Đứng một chân rồi. Đứng thẳng một phút mỏi chân chưa? Mỏi chưa? Nói đi. Nói được đó. Phút phút. Về. Mỏi chân không? Mỏi không? Để nó thấy cái ghế cho nó biết ngồi luôn nha. Ờ, ghế đó. Đó, 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 dồn ra, lấy không? Kiếm ghế, kiếm cho ngồi. Thế đó. Ngồi không? Ngồi vậy. Ngồi chân mạnh rồi, chân trái mạnh rồi. Không dám, không dám, không dám thả. Không dám thả tay vô. Không dám thả tay, thả tay lên. Cầm đây nè, cầm đây nè. Thả đây nè. Rồi, ngồi ghế coi. Ngồi ghế coi. Chưa tới tay. Đứng dậy, đứng dậy, đứng dậy. Đứng dậy đi. Đứng dậy. Đứng dậy. Đứng dậy coi. Đứng lên. Đứng lên. Đứng lên. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Rồi, ngồi xuống đây. Ngồi xuống coi. Ngồi xuống, ngồi xuống. Ngồi xuống nó dịnh đỡ ghế rồi, yên tâm đỡ ghế rồi. Rồi. Xuống nè. Tay mềm rồi nha. Đây. Mềm mà mới hết đau quá này. Dạ. Thầy cho uống thuốc nó hết đau rồi. Ừ. Cái đấy, như cái chân là cái sao chị? Chân nó sao? Chân nó rung không? Ủa chân hết rung không vậy? Đâu coi chân rồi. Còn đá chân coi. Chân rung bên nào? Bên này. Bên kia hả? Bên trái. Bên trái. Hết rung rồi. Rồi hôm nay sắp xếp được một ngày xuống cái này, mất hết cả một ngày luôn. Dạ. Đó. Thì cố gắng anh Đức nha, dạ, cố gắng tiếp tục mà hỗ trợ để cho mỗi ngày hồi phục. Hiện tại thì đang Căn Phúc đang dùng cao sơn, với lại không chỉ cao sơn không đâu, cũng cần dùng một sơn thêm một số các là sữa hay là gì đó khác nữa để cho giúp cho hồi phục tốt hơn. Dạ. Với lại não của Căn Phúc nữa. Cái bột cao sơn, dạ, sơn là quá tuyệt vời rồi. Dạ. Trước không được mà bây giờ đi như vậy là quá tốt rồi. Còn hôm nay thấy Xuân Phúc giờ rất cũng ngạc nhiên luôn á. Dạ. Như sống thấy rõ ràng cả nhà. Dạ. Như cái tay nè, bây giờ là cái tay anh nó mềm hơn rồi. Cái chân trái thì anh duỗi được, nhưng mà chân phải á, trước là nó cứng ngắc luôn không chị? Cứng ngắc luôn. Ồ, lúc trước hình nước làm nó cứng ngắc luôn á, bây giờ thì nó đã mềm hơn. Đó.
đây cái nhà đấy. Chân nó mềm hơn, có dấu hiệu nó khởi sắc hơn cả nhà. Thì hy vọng sau nhiều lần anh Đức xuống đây hỗ trợ nữa thì sẽ giúp cho Ngân Phúc là phục hồi nhanh chóng, có thể đứng đi được bình thường, đó là một điều mà ai cũng mong muốn đó nha. Vì cái đầu gối nằm đây, rồi cụ chó cũng là cái gì đâu đầu gối còn cái này còn giúp vài lần nữa có thể là gục anh trong. Mới cái lần đầu mà thấy mềm. Thấy mềm hẳn không chị ha? Mềm thẳng, thẳng đi, thẳng đi. Nó thẳng vô đây đi đó. Dạ cảm ơn các nhà đã theo dõi ạ. Dạ cảm ơn. Dạ, xin cảm ơn cô và dạ. Cảm ơn thầy Vũ Đức luôn. Cảm ơn nhiều. Hết bệnh nha, hết bệnh nha. Bye bye đi. Rồi, cảm ơn, chào tạm biệt các nhà. Xin chào.